Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả các anh em tham gia một chương trình AirDrop nhận token Riero. Chương trình AirDrop này, một token này đã list trên sàn Bankake Swap, một token giá khoảng 5 đô các bạn. Chương trình AirDrop này giao 2 để tham gia giá hôm nay. Các bạn đi phần link mô tả mở Telegram bấm chuột tắt chat cho bot các bạn. Rồi nhiệm vụ các bạn nó gấp trang các bạn. Con này về khá là ngon các bạn. Để cho cặp giao dịch thế các bạn. Nếu trên kênh mình sau này nó về mình sẽ hướng dẫn các bạn swap ngay ETH các bạn, rồi bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè các bạn. Hiện tại giá gas ETH quá là cao các bạn. Rồi các bạn chọn vào những hình ảnh phù hợp trên hình nha các bạn. Rồi sau khi các bạn lướt xong những hình submit rồi bạn mới đáp lệnh các bạn. Rồi bạn bấm nút chat này các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên như thường lệ là các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Trên này group mình đã làm, các bạn về bạn không nha các bạn. Rồi bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Happy New Year rồi, nên mình khuyên các bạn làm nha các bạn. Rồi Twitter các bạn follow và Twitter nha các bạn. Mình cũng nhớ không lầm ra một chiếc game đã làm các bạn. Rồi các bạn like và tôi biết đã game các bạn. Rồi các bạn test lại các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi cứ tiếp tục các bạn subscribe join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nữa. Máy mình lót yếu các bạn, tại rồi các bạn đăng ký tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn đăng ký kênh các bạn. Rồi sau khi các bạn đăng ký kênh xong các bạn bắt đáp lời. Rồi các bạn bấm vào nút submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn điền lời username Telegram của tất cả các bạn, các bạn mở Telegram các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ đường profile link tại Twitter của mình các bạn. Thì các bạn cũng mở tại Twitter này các bạn. Rồi bạn nhấp vào qua cho gạch cùng là bạn nhấp vào hồ sơ nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cho gạch trên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào chia sẻ nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì bấm vào sao chép giải khai nhớ tạm nữa các bạn. Cái máy mình nó sao chép không ăn ta. Rồi thì tất cả các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn gỡ lại các bạn. Rồi các bạn gỡ cho bot các bạn. Rồi tiếp tục thì cái link profile YouTube thì các bạn cũng mở, các bạn mở YouTube của mình ra các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch bên cùng các bạn. Các bạn nhấp vào kênh của bạn nè. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch trên cùng, các bạn nhấp vào chia sẻ các bạn. Các bạn sao chép nhiều khai nhớ tạm các bạn. Vì mình đã chỉnh sửa nó UGL nên mình lấy UGL trên kênh YouTube của trên máy tính của mình nha các bạn. Các bạn chờ một chút xíu các bạn. Đâu mất tiêu rồi. Các bạn chờ một xíu các bạn. Đây nè. Rồi mình copy link USB của mình nè. Rồi tất cả các bạn cũng gửi cho bot nha các bạn.
Rồi tiếp tục con này nó chạy trên nền tảng BNB Smart Chain. Các bạn cũng chỉ việc lấy địa chỉ với chocolate với ETH trên địa chỉ với chocolate. Nghe thấy các bạn dùng địa chỉ MetaMask, các bạn chỉ việc copy địa chỉ, tại vì chạy trên nền tảng BNB nó cũng cùng chung địa chỉ ETH các bạn, rồi các bạn copy lên nữa. Sau khi con này nó về thì mình sẽ làm một cái video thông báo cho tất cả các bạn, rồi các bạn gửi các bạn. Rồi mình đã nhận được 5 token DRO này các bạn update balance. Rồi các bạn việc lấy nên ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Vậy mỗi một ghép các bạn sẽ nhận được hai token. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.